quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Tổng số ca bệnh trên toàn cầu gần 16,4 triệu ca mắc COVID-19. Đứng đầu thế giới về số ca bệnh và số ca tử vong vẫn là Mỹ, với gần 4,4 triệu ca, chiếm 1 phần tư tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Quốc gia chuyển hưởng nặng nề sau Mỹ vẫn là Brazil, đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca mắc COVID-19. Trong 24 giờ qua, Mexico ghi nhận số ca tử vong cao nhất trên thế giới, dù đang xếp vị trí thứ 6 về số ca nhiễm. Nguy cơ đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại đang là mối lo của nhiều nước trên thế giới, khiến nhiều chính phủ phải tăng cường các biện pháp ứng phó để sẵn sàng cho mọi tình huống. Châu Âu, khu vực từng là tâm dịch của thế giới, đang phải đặc biệt cẩn trọng trước những tín hiệu tăng ca nhiễm sau gần một tháng nới lỏng đi lại giữa các nước trong khối. Ấn Độ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong cao nhất châu lục và cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Brazil. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 16.481.022 người, số ca tử vong 653.296 người, số ca chữa khỏi 10.092.630 người. Tại Việt Nam, thêm 11 ca mắc COVID-19 liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng, trong đó có 4 nhân viên y tế. Như vậy, số người nhiễm tại Việt Nam là 431 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi 365 người. Còn tại Tây Ninh, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.